Yến Uyển châm chọc Lục Quân tính tình yếu đuối, nên dù là quý phi cũng chẳng làm được tích sự gì. Mùa xuân năm sau, Thái y viện bẩm báo vài lần, nói cửu A Ca do Ngọc Nghiên sinh ra vẫn luôn ho khan cảm mạo, thân thể cửu A Ca luôn luôn gầy yếu, từ khi ra đời đến nay đều luôn kiêng kỵ tiếng động mạnh. Tuy rằng hoàng đế lo lắng nhưng chung quy cũng vì hắn có nhiều con cái, cửu A Ca lại là con của một phi tần thất sủng, cho nên hắn chỉ dặn dò Thái y và Hiệp Phương Điện chăm sóc chiếu cố một chút mà thôi. Giang Dữ Bân biết được tin này, liên tục cười lạnh. Tuy rằng nói y giả cha mẹ tâm, nhưng cũng phải xem đó là con ai mới phải. Ngạch nương làm ác thì con cái phải chịu tội thay, không phải sao? Y giả cha mẹ tâm, nghĩa là lương y như từ mẫu. Ngày ấy Hải Lan, Yến Uyển cùng Uyển Nhân đến cùng nói chuyện với Như Ý. Mỗi khi nhắc đến cửu A Ca, thì ai ai cũng không thể không cảm thán. Hải Lan khẽ than một hơi. Nghe nói mấy ngày nay tuy hoàng thượng quan tâm đến thân thể của cửu A Ca nhưng vẫn không để ý đến Gia Quý Nhân. Trinh Thục cũng đã bị đuổi về Lý Triều. Nàng ta vừa mất thể diện, cũng mất đi cánh tay đắc lực, chỉ sợ những ngày sau càng khó khăn mà thôi. Yến Uyển nghe được mà bật cười, che miệng nói, hoàng thượng không phải cũng đã nói rồi sao? Nói Gia Quý Nhân nếu lại làm loạn nữa thì sẽ biến nàng ta thành thứ dân. Nàng ta có xuất thân Lý Triều, bây giờ lại không có người tâm phúc bên cạnh bày mưu tính kế, thì thử xem ngày sau của nàng ta thế nào. Nàng vui sướng nhìn Như Ý, lời ngọc miệng vàng của hoàng thượng đã chính miệng nói với hoàng quý phi. Như Ý từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười mà lộ ra chút chán ghét. Muội và ta đều không phải không biết, Gia Quý Nhân xuất thân Lý Triều, thân phận cũng không phải tầm thường. Yến Uyển có chút khó hiểu, thì thế nào, Lý Triều luôn dựa vào đại thanh ta, cho nên vẫn luôn dân nữ tử để làm phi tần trong cung. Nếu đã là phi tần thì phải tuân thủ cung quy. Chuyện lần này không phải để nghiêm trị Gia Quý Nhân sao? Tuy rằng nghiêm trị nhưng không đến mức tuyệt tình. Thần sắc Như Ý lạnh nhạt, cũng có một chút bất đắc dĩ. Lúc trước Lý Triều dựa vào nhà Minh, cho nên đã nhiều lần đưa nữ tử vào cung làm phi tần. Cung hiến hiền phi quyền thị của Vĩnh Lạc hoàng đế, nhan sắc diễm lệ, lại có tài thổi ngọc tiêu, cho nên luôn luôn được sủng ái. Kể từ khi Đại Thanh ta được khai quốc, bên Lý Triều từng có chi thuyết Tôn Vương Nhân Di là muốn tôn sùng nhà Minh mà mâu thuẫn Đại Thanh. Lịch đại tổ tiên đã lung lạc từ lâu, rất khó khăn mới được bình ổn. Kim Ngọc Nghiên là vương nữ tôn thất Lý Triều gia nhập Đại Thanh, cho nên dù có thế nào, hoàng thượng cũng đều quan tâm đến thể diện Lý Triều. Bây giờ làm mất đi cánh tay tâm phúc của nàng ta cũng coi như là khiển trách. Yến Uyển có vài phần thất vọng, nhưng Gia Quý Nhân làm bậy như vậy. Hải Lan ôn hòa mỉm cười mà cắt ngang lời nói của Yến Uyển. Người làm bậy ắt sẽ có nhận lấy hậu quả. Ta là người phàm tục thì cần gì phải bận tâm đến chuyện báo ứng chứ? Yến Uyển chợt hiểu rõ, chỉ ôn tĩnh mà mỉm cười, nhu thuận nói, Du Phi tỷ tỷ nói đúng, là do muội muội ngu muội. Uyển Nhân trời sinh nhát gan, vừa nghe vừa liên tục niệm Phật nói, lúc trước Gia Quý Nhân không nên quỷ mê tâm hồn, nói xấu Hoàng Quý Phi và An Cát Đại Sư. Phật Pháp trang nghiêm như vậy thì sao có thể bán bổ như vậy được chứ? Hoàng thượng lại là người xem nặng Phật Pháp, thật sự là... Hải Lan liếc mắt nhìn Uyển Nhân, vui đùa nói, trong lòng Uyển Tần lúc nào cũng nhớ tới Hoàng thượng nhỉ. Nàng thấy khuôn mặt Uyển Nhân đỏ ửng, cho nên cũng không muốn trêu chọc Uyển Nhân nữa, mà chỉ nhìn Như Ý ở trong điện, mà đứng trước Phật tượng, hai tay tạo thành chữ thập nói, An Các Đại Sư từng hy vọng Gia Quý Nhân có thể giác ngộ, nếu không tội nghiệp của nàng ta sẽ đổ lên hài tử của nàng. An Các Đại Sư tu hành cao thâm, nếu đã nói như vậy thì cũng chút vài phần đạo lý. Bây giờ cửu A Ca ốm đau như vậy, không phải là do Gia Quý Nhân hay sao? Yến Uyển lấy chiếc khăn tay lau đầu ngón tay, cười nói, đang vui vẻ mà chúng ta nói chuyện xấu người xấu này làm gì cơ chứ? Muội thấy thật kỳ quái. Năm rồi Hiếu Hiền Hoàng hậu còn tại thế, hoàng thượng vẫn cho Hoàng Quý Phi tiến hành đại lễ Tết Hàng Thực mùng 3 tháng 3. Nhưng nay Hiếu Hiền Hoàng hậu đã tạ thế, sao hoàng thượng lại không tổ chức lễ này vậy nhỉ? Như Ý thở dài, hoàng thượng cố niệm tình cũ, chung quy Hiếu Hiền Hoàng hậu qua đời mới được một năm, Hòa Kính công chúa lại được gả đi, cho nên hoàng thượng khó tránh khỏi đau buồn. Yến Uyển cười nói, cũng đúng, tỷ tỷ đã là Hoàng Quý Phi, ngày phong hậu cũng đã sắp tới, nhưng có lẽ hoàng thượng vẫn còn thương nhớ Hiếu Hiền Hoàng hậu, cho nên mấy ngày nay thường đến cảnh dương cung của Tấn Quý Nhân. Mỗi lần được sủng hạnh thì được ban thưởng thuốc mang thai, xem ra là đang hy vọng có được một hài tử của Phú Sát Thị.
Hải Lan lắc đầu nói, kỳ thật, nếu nói về hài tử của Phú Xác Thị thì chẳng phải mẹ đẻ của Vĩnh Hoàng là Triết Mẫn Hoàng Quý Phi cũng là Phú Xác Thị đó sao? Nghe nói từ cái ngày Vĩnh Hoàng bị Hoàng thượng giáng chức, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, lúc nào hắn cũng nói nằm mơ thấy Triết Mẫn Hoàng Quý Phi khóc lóc bi ai. Ngày đêm bất an như vậy, bệnh tình càng ngày càng nặng. Hôm qua, phúc tấn của hắn là Y Lạp Lý Thị tới gặp Hoàng Quý Phi mà khóc lóc sướt mướt. Hoàng thượng cũng chẳng đi thăm hỏi hắn, chắc có lẽ vì tiền triều bận rộn. Như Ý từ từ nói, Vĩnh Hoàng như vậy, Vĩnh Chương của Thuần Quý Phi cũng chẳng khác gì. Tuy rằng Hoàng thượng cũng an ủi bệnh tình Vĩnh Hoàng, cũng hay lệnh cho Thái Y chăm sóc, chỉ là tình cảm phụ tử cũng đã tổn thương. Nghe nói phụ thân của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi là Cao Bân, ngày đó bởi vì thất lễ trong tang lễ của Hiếu Hiền Hoàng hậu mà cũng bị giáng chức, cho tới nay vẫn chưa phục chức trở lại, cho nên về sau, mỗi tiếng nói cử động đề cập đến Hiếu Hiền Hoàng hậu, ai ai cũng nên cẩn thận một chút. Mọi người nói chuyện như vậy thì liền có cung nhân đến thỉnh Như Ý đến Dưỡng Tâm Điện, nói là hoàng đế có được một bức họa Nguyệt Ba Suy Địch Đồ nên muốn cùng Như Ý thưởng lãm. Mọi người biết xưa nay hoàng đế và Như Ý yêu thích nhất là thi họa, đôi khi còn tự tay vẽ bản vẽ, đưa đến nội vụ phủ chế tác đồ sứ. Yến Uyển cùng Xuân Thiền, Lan Thúy quay về, nghĩ đến Vĩnh Thọ Cung cũng nên có chút đồ sứ vào ngày xuân, cho nên liền vòng qua Ngự Hoa Viên để đến đồ cổ phòng nhận ít đồ sứ về. Vừa mới bước chân tới thì đã thấy Lục Quân và thị nữ bước lại, Lục Quân cao mày, hình như có chuyện không vui. Yến Uyển vội thỉnh an nói, Thuần Quý Phi nương nương vạn phúc kim an, sao khuôn mặt nương nương lại u sầu như vậy? Lục Quân cho nàng đứng lên cười khổ nói, Hoàng thượng vừa truyền Vĩnh Chương đến Dưỡng Tâm Điện tra hỏi chuyện sách vở, lệnh tần cũng biết đứa con này của bổn cung. Yến Uyển cười nói, tất nhiên a ca của nương nương tài giỏi rồi, tuy học vấn có chút yếu kém nhưng cũng là người có tính tình ôn hòa đôn hậu, hoàng thượng tất nhiên sẽ hiểu được. Đức hạnh là gốc rễ lập thân, hoàng thượng thấy phẩm hạnh tam a ca không có kém cỏi cho nên mới để ý đến chuyện học hành của a ca như vậy. Yến Uyển chỉ vừa mới nói như vậy thôi mà Lục Quân mặt mày hớn hở liên tục nói, khó trách hoàng thượng lại yêu thương lệnh tần như vậy, quả nhiên là người thấy mềm biết cay, là người biết ấm lạnh. Yến Uyển vội cảm tạ lại nói, nghe nói vài ngày trước gia quý nhân có bất kính với nương nương, mà cũng may nương nương lại là người khoan hậu, bây giờ nàng ta rơi vào thế hiểm cảnh, nương nương cũng chưa từng hạch sách nàng ta. Khả Tâm nói, cũng không phải sao, gia quý nhân luôn lo lắng cho cửu a ca, lúc nào cũng đứng bên ngoài Hiệp Phương Điện để gặp cửu a ca, nhưng cung quy có hạn, rốt cuộc lại không thể vào được. Hơn nữa cửu a ca ngày đêm khóc lóc nỉ non bất an, nương nương thấy đứa nhỏ đáng thương, cho nên còn gọi người mang bình ngọc đến Hiệp Phương Điện để an chẩm. Khoan hồng độ lượng như vậy cũng chỉ có nương nương chúng nô tỳ mà thôi. Lục Quân thở dài nói, lúc Vĩnh Chương còn nhỏ cũng không thể ở bên cạnh ta dưỡng dục, mẫu tử chia lìa cơ khổ như vậy ta đều hiểu được, huống chi cửu a ca đang bị bệnh thì ta cần gì phải so đo với gia quý nhân chứ. Hai người nói chuyện qua lại rồi cũng rời đi. Yến Uyển cười nói, tính tình yếu đuối như vậy khó trách cho dù là quý phi mà vẫn chẳng làm được tích sự gì. Vừa bước vào đồ cổ phòng, đã nghe trưởng sự thái giám lớn tiếng quát mắng đám cung nhân. Tay chân cẩn thận một chút đi, hôm kia mới làm vỡ một chiếc bình mang, quản sự cũng đã ăn 20 roi rồi, mà tay chân vẫn còn lóng ngóng. Cẩn thận da thịt các ngươi đi. Hắn đang quát mắng thì quay đầu đã thấy Yến Uyển đến, hắn vội thay đổi mà cười nói nịnh hót. Lan Thúy cũng không để ý chỉ nói, bây giờ cũng đã là tháng 4, nương nương của chúng ta muốn thay đổi ít đồ sứ trong Vĩnh Thọ Cung, cũng muốn cho hoàng thượng có cái mới mẻ để ngắm nhìn, các ngươi có thứ gì tốt không? Yến Uyển mắt sắc, thấy trên bàn có một bình hoa bạch ngọc, nhìn nhẵn nhụi bóng loáng, cho nên vươn tay chạm vào một cái cười nói, cái này cũng không tệ lắm. Chưởng sự thái giám thấy Yến Uyển thích cái bình ngọc, lập tức cười nói, ai da, lệnh tần nương nương quả nhiên rất có nhãn lực, cái bình ngọc này là vật sứ giả Lý Triều đưa đến nhân dịp gia quý nhân sinh hạ cửu a ca. Lúc nãy Thuần Quý Phi nghe nói cửu a ca cảm mạo thương hàn, ngày đêm khóc lóc nỉ non, cho nên mới lệnh cho nô tài đem chiếc bình ngọc đến Hiệp Phương Điện để trấn an cho cửu a ca, cũng là do ngọc khí có tác dụng an thần. Lan Thúy hừ nhẹ một tiếng, các ngươi không biết được nặng nhẹ sao, cửu a ca chỉ là con của một quý nhân sinh ra, nương nương chúng ta là phi tần có chức tần, các ngươi coi trọng vật Lý Triều tiến cống là coi trọng bọn họ sao? Yến Uyển liếc mắt nhìn Lan Thúy, Lan Thúy sợ hãi tới mức không dám lên tiếng. Yến Uyển mỉm cười ôn hòa, tiểu nha đầu không biết nặng nhẹ,
khiến Công Công chê cười Vĩnh Thọ Cung không hiểu quy tắc rồi. Chưởng sự thái giám kia liên tục nói, không dám. Yến Uyển cười nói, cửu A Ca chính là hoàng tự bất an thì thánh tâm của hoàng thượng cũng bất an. Có thứ gì tốt thì mau đưa đến Hiệp Phương Điện đi, đừng có chậm trễ nữa. Dứt lời, nàng tùy tay lựa ít mấy món đồ sứ rồi cũng lui về. Ra khỏi đồ cổ phòng, Lan Thúy vẫn còn bất mãn cho nên mới nói, Thuần Quý Phi cũng là người khôn ngoan mà biết lấy lòng. Lấy vật của Lý Triều Tiến Cống để cho cửu A Ca an thần, nàng ta cũng không mất thứ gì, chỉ là mất chút miệng lưỡi. Ngay cả hoàng thượng cũng thấy ấn tượng với cái hiền lành của nàng ta. Yến Uyển đột nhiên dừng chân, thò ngón tay che miệng Lan Thúy lại mà giận tái mặt nói, nói ra những lời đó mà muốn bổn cung nổi giận sao? Nói năng không suy nghĩ gì, không xứng đáng làm người hầu hạ bên cạnh bổn cung. Lan Thúy sợ tới mức câm như hến, vội quỳ xuống nói, nương nương, nô tỳ không dám lắm miệng nữa. Yến Uyển khẽ than một cái, đúng là muốn bổn cung nổi giận mà, nếu muốn bổn cung vui vẻ thì mau đi thay bổn cung làm một chuyện đi. Lan Thúy vội hỏi, nương nương cứ dặn dò đi ạ. Yến Uyển im lặng thật lâu, rồi nhìn về phía màu xanh đen xa xôi ở phía chân trời, nhẹ giọng hỏi, bọn họ mới vừa nói, đụng phải cái bình men gì vậy nhỉ?